Đồ trang trí cây thông Noel, tên trộm cũng không tha. Tên trộm trùm vải đỏ để ngụy trang khiến gia chủ rợn người. Cảnh giác với chiêu dương đông kích tây của ông chú tiếp thị. Giáng sinh tới gần thì nhu cầu trang trí được người dân chú trọng ở một số nơi. Phần lớn người dân thường trang trí phía trước nhà. Điều này làm nhiều đạo chích để mắt tới. Trong đoạn clip sau, ghi lại một vụ trộm vặt đồ trang trí cây thông. Mọi người nên cảnh giác kẻo Giáng sinh tới lại bị mất trộm đồ. Đoạn clip do camera nhà dân mới đây ghi lại tại Dầu Dây, Đồng Nai. Khi thấy cây thông tiểu cảnh người dân trang trí trước nhà cho đẹp thì một người đàn ông lớn tuổi lại có hành vi đáng xấu hổ, tự ý tới gỡ trộm mấy trái châu trên cây thông, sau đó bỏ đi. Mặc dù có người bên trong nhưng đối tượng vẫn ngang nhiên vào như trốn không người. Xem lại camera, chủ nhà không khỏi rợn người trước sự liều lĩnh của đối tượng. Theo camera tại nhà dân ở Châu Đốc, An Giang ghi lại, vào ngày 13 tháng 12 năm 2021, tên trộm đã lấy tấm vải màu đỏ trùm phủ lên người để ngụy trang. Trong clip có thể thấy, người đàn ông áo đen đang nằm ngủ say, còn đối tượng thì tỉnh bơ đi tới đi lui. Tên trộm phủ tấm vải đi dập dìu như một hồn ma, khiến cho gia chủ xem lại camera cũng thấy rợn người. Theo chị chủ cho biết, khi lên lầu mở cửa, bị phát hiện tên trộm đã bung bỏ chạy. May mắn vẫn chưa bị mất tài sản. Với thủ đoạn giả đi tiếp thị, giới thiệu sản phẩm nhằm đánh lạc hướng rồi tiện tay trộm ngay trước mắt nhiều người. Theo đoạn clip camera an ninh, vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 tại một tiệm nail ở phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ghi lại, một người đàn ông đem theo sấp giấy quảng cáo tới giả bộ để giới thiệu sản phẩm. Lúc này, mọi người lại chẳng ai quan tâm, hắn ta giơ ra ngay bàn vị trí có điện thoại nhân viên đang để. Lợi dụng lúc mọi người mất cảnh giác, hắn ta chụp tờ giấy lên rồi kẹp điện thoại vào. Thế là hắn đã lấy trộm điện thoại một cách trót lọt. Chỉ lơ là trong thời gian ngắn, mất cảnh giác mà nhân viên đã bị trộm với chiêu lừa đơn giản. Thủ đoạn không mới nhưng nhiều người dân vẫn hay mắc phải. Mọi người chú ý nhận diện để cảnh giác. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức từ camera mới nhất. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.